Các em học sinh thân mến, cô rất vui được gặp lại các em. Thì ở video hôm nay thì cô Thảo quay lại giải bài toán nâng cao lớp 6, lớp 7 phần đại số. Thì bài toán hôm nay của chúng ta là gì? Tính giá trị của biểu thức. Thì cái bài toán này rất là hay xuất hiện trong những đề thi học sinh giỏi. Câu này thì mức độ của nó là vừa phải thôi. Câu này là câu ăn điểm đấy các em. Biểu thức A bằng tử số là em thấy là 5 nhân cho 4 lũy thừa 15 nhân 9 lũy thừa 9 trừ 4 nhân cho 3 lũy thừa 20 nhân 8 lũy thừa 9. Đầu tiên chúng ta xét cái tử số trước. Thì em thấy là ở tử số cái 4 lũy thừa 15 này, các em có thể quy đổi sang lũy thừa cơ số 2, đúng không? 4 chính là 2 lũy thừa 2, rồi tất cả mũ 15 nữa thì sẽ bằng 2 lũy thừa 2 nhân 15 là 30, 2 lũy thừa 30. Tương tự 9 lũy thừa 9 thì các em quy đổi sang lũy thừa cơ số 3, 9 là 3 lũy thừa 2, rồi tất cả lũy thừa 9. Rồi con số 4 ở đây thì em quy đổi là 2 lũy thừa 2, còn số 8 ở đây là 2 lũy thừa 3, rồi tất cả lũy thừa 9. Thì bây giờ là em thấy là ở cái biểu thức này mình, nhiệm vụ của mình là em sẽ quy đổi sang lũy thừa 2 và lũy thừa cơ số 3. Đó. Thì tương tự dưới mẫu cũng vậy các em. Ở dưới mẫu thì em thấy là 6 lũy thừa 19 thì em tách ra là 2 lũy thừa 19 nhân cho 3 lũy thừa 19. Còn 27 lũy thừa 6 đây thì 27 là 3 lũy thừa 3, rồi tất cả lũy thừa 6 là 3 lũy thừa 18. Đó. Thì bây giờ em quy đổi hết ra lũy thừa cơ số 2 và lũy thừa cơ số 3. Rồi sau đó thì em thấy là mình có gì để rút gọn được ha. Bài số 1 câu A. A bằng 5 nhân. Bây giờ 4 lũy thừa 15. 4 chính là 2 lũy thừa 2, rồi tất cả lũy thừa 15 nhân 9 là 3 lũy thừa 2, rồi tất cả lũy thừa 9 trừ 4 ở đây chính là 2 lũy thừa 2 nhân cho 3 lũy thừa 20, cô viết lại. 8 đây là 2 lũy thừa 3, rồi tất cả lũy thừa 9. Đó, đây là mình tử số em đã quy đổi rồi. Dưới mẫu 5 nhân 2 lũy thừa 10, cô viết lại. Cái dấu bằng này các em trình bày như thế nào mà cái dấu bằng đây nó ở giữa cái phần gạch ngang này nha các em. Đó. Nhân 6 lũy thừa 19, 6 là 2 lũy thừa 19 nhân cho 3 lũy thừa 19. Đó. Trừ 7 nhân 2 lũy thừa 29 nhân 27 là 3 lũy thừa 3, rồi tất cả mũ 6. Bằng. Bây giờ 2 lũy thừa 2 tất cả lũy thừa 15 là 2 lũy thừa. Em lấy hai số mũ này nhân lại với nhau là 2 lũy thừa 30 nhân. Tương tự này sẽ là 3 lũy thừa 18 trừ 2 lũy thừa 2 nhân 3 lũy thừa 20 nhân cho 2 lũy thừa 3 nhân 9 là 27. Rồi. Rồi bây giờ sao đây? Bây giờ cô ghi lại hết cái này đi. Rồi anh này là 3 lũy thừa, 3 nhân 6 là 18, 3 lũy thừa 18. Được chưa? Rồi bây giờ trên tử đây các em. Anh này thì 5 nhân 2 lũy thừa 30 nhân cho 3 lũy thừa 18. Anh này là 2 lũy thừa 2 nhân cho 2 lũy thừa 27 nè các em. Cô nhân vào nha, đây là 2 lũy thừa cùng cơ số. Cái chỗ đây nè các em, 2 lũy thừa 2 nhân cho 3 lũy thừa 20, cô che đây nha, nhân cho 2 lũy thừa 27. Đây, bây giờ em nhân hai cái lũy thừa này thì hai lũy thừa cùng cơ số, lấy hai số mũ cộng lại với nhau thì em được 2 lũy thừa 2 29 nhân cho 3 lũy thừa 20, cô viết lại. Rồi, anh này là 5 nhân 2 lũy thừa 30 nhân 3 lũy thừa 18. Thì em thấy là em đặt anh nào làm thừa số chung?
Ở đây thì cô có thể đặt là 2 lũy thừa 29 nhân cho 3 lũy thừa 18 ra ngoài được, làm thừa số chung được không? Đây, anh này lũy thừa cơ số 2, lũy thừa cơ số 3, anh này lũy thừa cơ số 2, cơ số 3, thì cô sẽ chọn anh nào với số mũ nhỏ hơn để làm thừa số chung. Thì 2 lũy thừa 30 và 2 lũy thừa 29 thì cô chọn 2 lũy thừa 29. 3 lũy thừa 18 và 3 lũy thừa 20 thì em chọn 3 lũy thừa 18. Đó. Thì anh này còn lại gì? 2 lũy thừa 30 mà đặt 2 lũy thừa 29 ra ngoài rồi thì trong này còn lại 2. Đúng không? 2 nhân cho 5 là 10. Em hiểu ở đây chưa? 3 lũy thừa 18 mà mình đã đặt 3 lũy thừa 18 ra ngoài rồi thì chỉ còn lại 1 thôi. Đấy, anh này thì sẽ còn lại 5 nhân cho 2 là 10. Trừ anh này 2 lũy thừa 29 cô đã đặt ra ngoài rồi thì còn lại 1. 3 lũy thừa 20 mà đặt ra ngoài 3 lũy thừa 18 rồi thì trong ngoặc còn lại 3 lũy thừa 2. 3 lũy thừa 2 là 9. Đó. Vậy thì trên tử em được gì? Trên tử em có 2 lũy thừa 29 ra ngoài nhân 3 lũy thừa 18 mở ngoặc. 10 trừ cho 9. Rồi với mẫu đó, thì em thấy là cái bí thuật này đã gọn hơn rồi nè các em. Với mẫu thì cô thực hiện 10 nháp với mẫu nha. 5 nhân 2 lũy thừa 10 nhân 2 lũy thừa 19 thì em được là 2 lũy thừa 29 nhân cho 3 lũy thừa 19 cô viết lại, trừ 7 nhân 2 lũy thừa 29 nhân 3 lũy thừa 18. Thì em thấy là có anh nào làm thừa số chung? 2 lũy thừa 29 nhân cho 3 lũy thừa 18 đặt ra ngoài làm thừa số chung. Tại sao anh này có 2 lũy thừa 29, anh này cũng có 2 lũy thừa 29. Còn anh này 3 lũy thừa 19, anh này 3 lũy thừa 18 thì em chọn anh nào mà có số mũ nhỏ hơn? Thì anh này còn lại gì? Còn lại 5 nhân cho 3 là 15. 3 lũy thừa 19 mà đặt 3 lũy thừa 18 ra ngoài thì còn lại là 3, 3 nhân 5 15. Trừ anh này thì em đặt ra ngoài đủ rồi thì còn lại 1. Vậy thì anh này còn lại 7. Vậy thì với mẫu cô được như đây. Rồi, cô nhập vào đây. 2 lũy thừa 29 nhân cho 3 lũy thừa 18 nhân cho 15 trừ cho 7. Đó, bí thuật nó gọn hơn rồi các em. Tới đây thì chỉ còn lại phép nhân hết. Đó, phép nhân thì em mới rút gọn được. Còn cái bí thuật ban đầu nó có trừ à, nó có trừ thì em không có thể rút gọn được nha các em. Mình không có thể rút gọn những cái anh mà cùng cơ số nhau vậy được. Mình phải phân tích sao, rút gọn làm sao mà mình phải phân tích làm sao nó chỉ còn lại phép nhân hết thì em mới rút gọn được tử và mẫu. 10 trừ 9 là bằng 1, 1 thì cô khỏi ghi nha. 2 lũy thừa 29 nhân cho 3 lũy thừa 18. 15 trừ cho 7 là được 8. 15 trừ 7 được 8. 8 thì nó chính là bằng 2 mũ 3 các em. Đúng chưa? 15 trừ 7 bằng 8 này, 8 chính là 2 mũ 3. Rồi tới đây thì cô rút gọn được rồi các em. Bằng em thấy là anh này thì cô khỏi phân tích ra vậy em, cô để luôn số 8 luôn các em. 15 trừ 7 bằng 8. Ở đây thì em thấy 2 lũy thừa 29 và 2 lũy thừa 29 tử mẫu rút gọn này. 3 lũy thừa 18 rút gọn 3 lũy thừa 18. Thì trên tử còn lại là 1 và dưới mẫu còn lại là số 8 đây. Kết quả cuối cùng là bằng 1/8. Rồi các em kiểm tra thử các em có ra kết quả giống cô không nha. Tiếp theo bài bài số 2 các em. Tìm x biết 5 trừ 3 nhân x tất cả mũ 7 bằng 5 trừ 3 nhân x tất cả mũ 3. Bây giờ em tìm x. Thì em thấy là hai vế bên này cơ số nó giống nhau, đều là 5 trừ 3 nhân x. Nhưng mà hai số mũ thì nó lại khác nhau. Bây giờ làm sao để hai cái vế này nó bằng nhau? Cùng cơ số. Nếu mà hai vế bằng nhau thì phải cùng cơ số, cùng số mũ đúng không? Ở đây là cùng cơ số nhưng mà khác số mũ thì em sẽ có những trường hợp nào? Em sẽ có là 1
1 mũ 7 là bằng 1, 1 mũ 3 cũng bằng 1. Đó. Vậy thì cơ số bằng 1. Trường hợp tiếp theo là âm 1, âm 1 mũ 7 là bằng âm 1, âm 1 mũ 3 cũng bằng âm 1. Vậy thì cơ số này bằng âm 1. Còn thêm trường hợp nào nữa các em? 0, 0 mũ 7 bằng 0, mà 0 mũ 3 cũng bằng 0. Vậy thì em có 3 trường hợp là cái cơ số 5 trừ 3 nhân x này sẽ bằng 1 trừ 1 hoặc là bằng 0. Rồi. Ta có các trường hợp sau. Bài toán nói là tìm x thôi, không cho biết là x là số tự nhiên hay gì, đúng không? Cho nên là cứ có trường hợp nào thì em cứ liệt kê ra hết. Thứ nhất là 5 trừ 3 nhân x bằng 0. Thì suy ra được là x bằng bao nhiêu? 3 nhân x sẽ bằng 5, x sẽ bằng 5 phần 3. Tiếp theo là 5 trừ 3 nhân x bằng 1. Thì suy ra được là 3 nhân x sẽ bằng 5 trừ 1 là bằng 4. Suy ra x bằng 4 phần 3. Rồi, 5 trừ 3 nhân x bằng âm 1. Bài này đơn giản các em. Suy ra 3 nhân x sẽ bằng 5 trừ cho trừ 1, trừ cho trừ 1 là bằng 6. Thì suy ra x bằng 2. Vậy thì em có những nghiệm nào? 5 phần 3, 4 phần 3 và 2. Rồi. Thì bài này dễ các em. Bài này là bài ăn điểm. Các em sang bài số 3. Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số, biết số đó chia hết cho mẫu hiệu A trừ B, C trừ D, E trừ F, và cho các tỷ lệ A trên B bằng 25 phần 7, C trên D bằng 76 phần 20, E trên F bằng 112 phần 48. Rồi, thì bài toán này các em giải quyết như thế nào? Em thấy là đề bài cho là cái số cần tìm đó, nó chia hết cho 3 cái hiệu này. Thì em nghĩ ngay tới bội chung, đúng không? Nó chia hết cho ba số này thì là cái số cần tìm nó là thuộc bội chung của ba con số đây. Bây giờ cô gọi x là số cần tìm thì dĩ nhiên x là số tự nhiên nha, x thuộc n. Theo đề bài thì em có là x thuộc bội chung của a trừ b, c trừ d và e trừ f. X có thuộc bội chung nhỏ nhất không các em? Chưa chắc nha các em. Chỉ cho là x là số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số thôi. Đúng không? X là số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số nên chưa chắc x là bội chung nhỏ nhất đâu nha. Bây giờ em phải đi tìm A trừ B là con số nào, C trừ D là số nào, E trừ F là con số nào thì nó mới ra cái bài toán đây. Thì từ cái tỷ lệ đây mà em đi tìm nha. Bây giờ ta có A trên B bằng 25 phần 7. 25 phần 7 là một phân số đã tối giản. Thì cô có suy ra được hiệu A trừ B bằng bao nhiêu không? Bây giờ cô thực hiện một giây nhát nha. Cô có tỷ lệ A trên B bằng 25 phần 7. Bây giờ cô giả sử cô vẽ cái trục như này. Cô có A. Cô có là A, cô vẽ một trục số gồm 25 phần bằng nhau. Cô giả sử A đây là 25 phần bằng nhau. Còn B là cô có 7 phần bằng nhau. Đó. Vậy thì hiệu A trừ B chính là cái khúc đây nè các em. Đó, cái khúc đây là hiệu A trừ B. Thì hiệu số phần bằng nhau của A và B nó sẽ bằng 25 phần trừ cho 7 phần là bằng 18 phần. A trừ B là 18 phần. 25 trừ 7 bằng 18. Tiếp theo C trên D bằng 76 phần 20.
phân số này chưa tối giản. Bây giờ em rút gọn cho nó tối giản nha. Em phải rút gọn cho tối giản. 76 phần 20, cô chia tử và mẫu cho 4. 76 chia 4 được 10, 19. 20 chia 4 được 5. Thì tương tự giống như cái A trừ B đây, cô có được C trừ D bằng 19 trừ 5 là bằng 14. Tiếp theo, E phần F bằng 112 phần 48. Bây giờ cô rút gọn tử và mẫu cho bao nhiêu đây? Cô chia tử và mẫu cho 16. 112 chia cho 16 thì được 7. 48 chia 16 được 3. Cái này các em có thể sử dụng máy tính. Các em có thể sử dụng máy tính để mình rút gọn nha. Rồi, thì tương tự như cái cách làm A trừ B đây thì em có được E trừ F. Nó sẽ bằng 7 trừ 3 là bằng 4, 4 phần. Rồi, thì em đã ra được 3 con số này rồi. Đó, đã mở được 3 con số này rồi. Vậy thì x thuộc bội chung của 18, 14 và 4. Bây giờ em đi tìm bội chung của 3 con số này. Tìm như thế nào? Em đi tìm, em phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Đi tìm bội chung nhỏ nhất, sau đó mới tìm bội chung. Tiếp theo, phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Ta có 18 là bằng 2 nhân 9, 9 là 3 mũ 2. 14 là bằng 2 nhân cho 7. 4 thì 9 là bằng 2 lũy thừa 2. Tới đây thì em suy ra được bội chung nhỏ nhất. Đi tìm bội chung nhỏ nhất, ước chung lớn nhất. Cái này là căn bản các em phải làm được nha. Bằng 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 2 nhân cho 7. Rồi, tính ra là bằng bao nhiêu? Bằng 252. Cô có được bội chung nhỏ nhất bằng 252 rồi. Thì cô suy ra được bội chung không? Suy ra được x thuộc bội chung của 18, 14 và 4 chính là bằng bội của 252. Đó. Bội của 252 là 0,252. Rồi số nào nữa các em nhân cho 2 là 504. Rồi lấy 252 nhân cho 3 là được 756. Rồi 252 nhân cho 4 được 1008. Vân vân. Bội thì rất là nhiều rồi, không có liệt kê hết rồi, em phải chấm chấm nha. Rồi, đề bài cho biết là x là số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số, mà x là một phần tử trong cái tập hợp này. Thì em xem tập hợp này là số nào lớn nhất có 3 chữ số. Từ 1008 trở đi thì có 4 chữ số trở đi rồi, mình loại. Vậy thì số lớn nhất có 3 chữ số là 756. Đó. Vậy số cần tìm chính là 756. Đó, nên x bằng 756. Rồi em kết luận vậy số cần tìm là 756. Được chưa các em? Rồi các em hiểu bài toán này chưa? Các em cùng xem lại bài giải của bài số 3 này nha.